Đây là lý do Jen không nên đi ngủ khi hoàng thượng còn thức. Chợp mắt ngủ trưa có 5 phút thôi mà không tài nào ngủ được với những chiếc hoàng thượng siêu quậy. Cô gái này phải lấy luôn lồng mèo mà nằm ngủ, nhưng vẫn gặp phải kiếp nạn trời sập đến từ hoàng thượng. Cô nàng mua luôn chiếc màn có khung chắc chắn, cứ tưởng thoát được nạn. Nhưng có ai mà ngờ đến rằng chỉ 5 giây sau thôi là tụi báo này đã phá đảo cái màn đến biến dạng trước cái nhìn bất lực của con sen. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.